phải luôn có một điều gì đó để cảm thấy biết ơn. Sự phàn nàn có khả năng thâm nhập và lên lỏi vào suy nghĩ mà bạn khó có thể phát hiện ra được. Dưới đây là một vài ví dụ về phàn nàn nhằm giúp cho bạn nhận thức được mức độ chúng có thể là lên lỏi vào tâm trí của bạn, từ đó tìm ra cách loại trừ chúng ra khỏi suy nghĩ của mình. Ví dụ như là chúng ta thường hay phàn nàn thời tiết hôm nay tệ quá, hay là ở tình hình giao thông tệ thật, hay là trời ạ có đông người đang xếp hàng kìa, và hay là anh ta cô ta lúc nào cũng tới trễ. Và đó là những cái việc rất là nhỏ nhặt và có thể bạn không để ý, nhưng mà luật hấp dẫn đang lắng nghe tất cả, không loại trừ, và bạn luôn có thể cảm thấy trân trọng một thứ gì đó trong bất cứ tình huống nào. Và hãy luôn có một điều gì đó để cảm thấy biết ơn, và lần có một thử thách dành cho bạn trong vòng 7 ngày tới. Hãy không ngừng phàn nàn và lăn cam kết, nếu như mà bạn làm như vậy cuộc sống của bạn sẽ thay đổi.